Ê, anh về nè. Ngạc nhiên chưa? Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Kể anh nghe đi. Mẹ em bị tai nạn. Bác sĩ nói có thể mình sẽ không qua khỏi. Không sao đâu. Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho mẹ em. Không sao hết. Giống như bà nội em vậy đó. Cuối cùng bà nội cũng khỏe lại mà đúng không? Mẹ em cũng vậy. Cũng sẽ khỏe lại. Biết là mỗi lúc mà em yếu đuối như vậy á, em đẹp lắm không? Bộ lúc bình thường em không đẹp hả? Đẹp chứ, nhưng mà là đẹp trai, còn giờ đẹp gái. Anh em alo. Châu. Châu. Cái gì vậy trời? Chị Châu. Nói gì đâu? Ở bên nhà chị Trâm á. Nói gì có sao không? Cả nhà có ai bị gì không? Cả nhà không ai bị gì cả. Alo. Lần này là đồ đạc đổ vỡ, nhưng lần sau sẽ đến con người. Ông là ai? Tôi không muốn con trai của tôi quan hệ với những kẻ thấp kém hơn nó. Và tôi sẽ làm mọi cách để chấm dứt mối quan hệ trên lệch đẳng cấp này. Ai gọi vậy em? Là ba của anh. Em nói gì? Ông ta đã cho người đến đây đập phá quán của em đó. Không phải gì đâu, chắc là hiểu lầm. Ông ta giờ điện thoại cho em, nói với ông ta muốn đối xử với em như thế nào cũng được, nhưng nếu đụng đến người nhà của em thì sẽ không có yên đâu. Châu, đi về đi. Châu, đi đi. Thôi, để bữa khác nói chuyện. Châu, anh thôi đi đi anh. Châu ơi, về đi anh. Về. Cảm ơn cậu.
10 phút nữa ba sẽ có cuộc họp. Con sẽ trả bằng mọi giá để bảo vệ tình yêu của mình và người con yêu. Con trả hết toàn bộ tài sản trên người của con, thẻ tín dụng, nhà, xe, rồi con muốn làm gì thì làm. Con có vẻ rất quyết tâm hả? Nếu con mất Bảo Châu thì ba cũng sẽ mãi mãi vĩnh viễn mất con. Từ trước tới giờ chưa ai có thể làm bất cứ điều gì để có thể uy hiếp được ba. Con chưa bao giờ dám uy hiếp ba. Con chỉ muốn thông báo cho ba biết kết quả của chuyện này. Ba nói với con một điều như thế này: từ trước tới bây giờ chưa có một điều gì ba muốn mà ba không thể thực hiện được. Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên ba biết được cảm giác muốn mà không thực hiện được. Ba đừng bao giờ đụng đến gia đình nhà Bảo Châu. Bảo Châu, sao nghe máy của anh? Anh có làm gì sai đâu hả? Bảo Châu! Mẹ sao rồi? Cũng vậy. Em về để chút đồ, xong rồi tối quay lại với Tiên. Để chị vô cho. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh ổn không? Chị Hai nói mấy người nhà giàu chỉ có một chiêu đi ngăn cấm truyền tình cảm con cái mình. Nghĩ lại cũng đúng đó chứ. Vậy giờ anh tính sao? Lúc sáng là chị muốn chia tay. Chị thì sao cũng được, nhưng đừng đụng đến gia đình của mình. Vậy còn bây giờ?
Bây giờ nghĩ kỹ lại, thế đây đâu phải là lỗi của anh Sơn. Nếu mà chưa gì chỉ kết án tử thì tội cho anh quá. Nghĩa là nếu anh quyết định kiên trì đi đến cùng chuyện tình cảm này thì chị cũng sẽ kiên trì đi đến cùng với anh. Vậy là vẫn muốn em làm bồ câu đưa thư đúng không? Để tôi tự xử. Ok, nếu mà không xử được á thì báo em. Ừ? Chắc rồi. Thôi, em chịu lấy đồ. Vậy sao lại đây? Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Xem ngay, ngoài hàng Anh, combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.